Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Bộ Công an đã biết được nơi ẩn trốn của tổng giám đốc công ty Nhật Cường Mobile, Bùi Quang Huy, nên đã mạnh miệng tuyên bố bằng mọi biện pháp để bắt được tổng giám đốc công ty Nhật Cường Mobile. Liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường Hà Nội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết sẽ làm tất cả các biện pháp để bắt cho bằng được tổng giám đốc công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy. Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội chiều ngày 26 tháng 5, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết việc cơ quan công an chưa bắt chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy cũng có ảnh hưởng vụ án, vì đây là đối tượng chính để điều tra xong không ảnh hưởng nhiều lắm đến kết quả của công tác điều tra nói chung. Ông Tô Lâm cũng cho biết hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và bằng mọi biện pháp nghiệp vụ sẽ bắt bằng được đối tượng này. Bằng biện pháp cách gì có thể làm được thì điều làm tất cả để bắt được. Ông Lâm nói, song cũng cho rằng trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm không được tiết lộ thông tin tránh đối tượng phạm tội tìm cách đối phó. Trong họp thường được Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã yêu cầu tập trung điều tra xử lý nghiêm minh kịp thời các vụ án tham nhũng thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, trong đó có vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan. Trước đó, như tờ Thanh niên đã đưa tin hồi Tháng 5 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hiệu quả hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường. Đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường và hàng loạt người liên quan. Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã nhanh chân bỏ trốn, C03 đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Bùi Quang Huy đồng thời đi đề nghị Interpol truy nã đỏ đối với đối tượng này trên toàn thế giới. Quá trình điều tra C03 đã khởi tố tạm giam nhiều lãnh đạo khác gồm ông Nguyễn Văn Tứ, tránh văn phòng thành ủy thành phố Hà Nội, bà Phạm Thị Thu Hương, tránh văn phòng sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội, Nguyễn Tiến Học, nguyên phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội. Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội và Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đồng Kinh, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015. Cùng với hành vi buôn lậu C03 đã xác định Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do tội phạm buôn lậu đưa vào công ty Nhật Cường và công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường, Nhật Cường Software. Hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi. Ngoài ra bị can này còn bị xác định câu kết với các cán bộ của một số cơ quan nhà nước ở Hà Nội thực hiện các hành vi gian dối trong đấu thầu để trúng các dự án có giá trị Tới ngày 22 tháng 1, C03 tiếp tục khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam 4 bị can gồm có Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, Đỗ Văn Hùng đều là trưởng ngành hàng điện thoại cũ của công ty Nhật Cường để điều tra về tội buôn lậu. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định như vậy khi trả lời câu trả hỏi của báo chí về tiến độ điều tra vụ án Nhật Cường Chiều muộn ngày 25 tháng 6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an nhân dân cả nước đã tăng cường đấu tranh phòng chống các tội phạm, triển khai nhiều giải pháp góp phần kéo giảm 8,4% số vụ vi phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2019 gần 20 vụ phạm pháp hình sự bị khám phá, điều tra, hơn 45.000 người bị bắt và vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, điển hình là băng nhóm Đường Dương tại thành phố Thái Bình, Loan Cá tại tỉnh Đồng Nai. Bộ Công an đánh giá hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự được nâng cao, Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trả lời về tiến độ điều tra vụ án Nhật Cường Mobile, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết Bộ Công an đang chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ khác truy bắt bằng được Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường Mobile. Bộ Công an đã nhiều lần kêu gọi Bùi Quang Huy đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hiện nay, chúng tôi đang áp dụng tất cả các biện pháp tiến hành truy bắt bằng được Bùi Quang Huy về tội xử lý trước pháp luật, ông Quang nhấn mạnh. Liên quan đến một số nội dung khác của vụ án, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành mở rộng thu thập các tài liệu, nếu có căn cứ thì sẽ xử lý. Đây là vụ án rất nghiêm trọng được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng, nếu có căn cứ xác định có vi phạm pháp luật thì sẽ khởi tố vụ án hoặc khởi tố bổ sung, ông Quang cho biết. Trả lời câu hỏi của tuổi trẻ online về dấu hiệu vi phạm nhiều địa phương mua máy xét nghiệm Covid-19 giá cao được báo chí đăng tải thời gian qua, Thượng tá Trần Văn Phúc, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế cho biết đã tham mưu Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh đồng loạt vào cuộc và nay thì đang điều tra. Về nghi án công ty Thenma hối lộ quan chức tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, đề nghị thanh tra Bộ Tài chính thanh tra nghĩa vụ về thuế đối với công ty này. Về tiến trình điều tra do Tổng Giám đốc công ty là Nhật Cường nên Bộ Chỉ đạo Công an Bắc Ninh phối hợp với Bộ Ngoại giao Đại sứ quán để thu thập thông tin điều tra khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể. Liên quan đến vụ án giàn cảnh bắt cóc cướp 35 tỷ đồng trong ví điện tử, ông Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự thông tin đã khởi tố 8 bị can về tội cướp tài sản. Ngày 25 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố này. Nhóm bị can quen biết nạn nhân và xác định được người này có lượng lớn tiền trong ví điện tử. Với động thái dùng cây dọa khỉ đối với Bùi Quang Huy, nên Bộ Công an đã có động thái bắt anh trai của ông chủ Nhật Cường Mobile. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an đang thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Bùi Quốc Việt, anh trai của Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc công ty Nhật Cường Mobile, để điều tra về tội buôn lậu Ngày 10 tháng 7, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện khám xét nhà của ông Võ Việt Hồng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh tại phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định bắt tạm giam lệnh khám xét nhà của ông Bùi Quốc Việt ở phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm. Ông Việt là anh trai của bị can Bùi Quang Huy, giám đốc công ty Nhật Cường Mobile. Trong đó bị can Bùi Quốc Việt bị khởi tố về tội buôn lậu, còn Võ Việt Hùng bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 điều tra mở rộng vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật. Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường, Nhật Cường Software, Sở Cấu hành Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cơ quan điều tra công an đã thi hành các quyết định và lệnh trên đối với một số bị can đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ án, mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Tứ, Tránh Văn phòng Thành ủy thành phố Hà Nội và Phạm Thị Thu Hương, Tránh Văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư. Cả hai bị can cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều khoản 3 Điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sai phạm của ông Tứ được xác định đã xảy ra tại thời điểm ông này làm giám đốc, sở kế hoạch và đầu tư. Từ năm 2016, ông Tứ đã ký quyết định phê duyệt gói thầu, số hóa tài liệu, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 với giá trị gần 43 tỷ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam các bị can Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư, Lê Duy Tuấn, Giám đốc Kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đồng Kinh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Cơ quan điều tra cũng khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm buôn lậu theo điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015 tổng giám đốc nhật cường mobile bùi quang huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng ông huy bị khởi tố ba tội buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền đã trốn khỏi việt nam và bị truy nã đỏ quốc tế Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu phạm tội rửa tiền theo quy định 324 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Và được biết, công ty Nhật Cường Mobile là sân sau của Nguyễn Đức Trung, tức Trung Con, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và trước thêm đại hội 13 của đảng cộng sản việt nam sắp diễn ra có lẽ trung con tức nguyễn đức trung có thể sẽ bị sổ khám bất cứ lúc nào vì liên quan đến nhật cường mobile nếu như bùi công huy bị bắt trước đó thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng xác định đến hết năm 2020 phần đấu kết thúc điều tra 13 vụ án ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án, xét xử sơ thẩm 21 vụ án và xét xử phúc thẩm 7 vụ án. Đây là nội dung kết luận vừa được đưa ra tại công cuộc tại cuộc họp của thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra vào ngày 26 tháng 5. Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cuộc họp đã thảo luận cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, theo dõi chỉ đạo. Xét xử nhiều vụ án tham nhũng lớn thu hồi 7.600 tỷ Việt Nam đồng. Mặc dù tình hình đại dịch virus Vũ Hán diễn biến rất phức tạp, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát kịp thời của Ban Chỉ đạo Thường trực Ban Chỉ đạo, công tác phòng chống tham nhũng nói chung, công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo nói riêng tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, có chuyển biến tích cực. Đảng ủy Công an Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương đã tích cực khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Kết thúc xác minh một vụ việc, kết thúc điều tra 8 vụ án 49 bị can Ban hành cáo trạng truy tố 4 vụ án 30 bị can, hoàn thành xét xử sơ thẩm 6 vụ án 17 bị cáo, xét xử phúc thẩm 3 vụ án 34 bị cáo. Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi 7.600 tỷ Việt Nam đồng. Cơ quan điều tra tạm giữ kê biên phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch các tài sản có giá trị 773,37 tỷ Việt Nam đồng, 2,23 triệu đô la Mỹ. 43 bất động sản, 5 ô tô và nhiều tài sản khác, nhất là đã khẩn trương đưa ra xét xử một số án nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Xét xử sơ thẩm vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Hải Thanh, Căn cứ Hải quân liên quan đến lô đất 7 và 9 tổ Đức Thắng, Quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ xảy ra tại chi nhánh lũng lô miền nam công ty lũng lô xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobile phone bộ thông tin và truyền thông và các đơn vị có liên quan xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Đà Nẵng. Ban các sự Đảng, Chính phủ đã lãnh đạo thường trực chính phủ, chỉ đạo cán bộ ngành địa phương, các bộ tài chính kế hoạch và đầu tư xây dựng tài nguyên môi trường, tư pháp, giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân Sài Gòn. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Thanh tra chính phủ ban hành kết luận thanh tra dự án nhà máy đạm Hà Bắc. Ủy ban kiểm tra Trung ương đã kỷ luật, kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với một ủy viên bộ chính trị, một nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hai nguyên cấp thứ trưởng có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Những kết quả đạt được nêu trên tiếp tục khẳng định quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và nhà nước, được nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, thường vụ thường trực ban chỉ đạo đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng cùng với việc quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống đại dịch virus Vũ Hán, phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xác minh xử lý vụ việc tham nhũng kinh tế. Phấn đấu đến hết năm 2020 kết thúc điều tra 13 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án, xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 18 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo trong đó tập trung điều tra xử lý Nghiêm Minh, kịp thời sai phạm của tổ chức cá nhân liên quan trong vụ án. Vụ án buồn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra công ty Nhật Cường Mobile và một số đơn vị liên quan, trong đó có ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Được biết, đây là một sân sau của ông Trung con. Vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sacri. Vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Cao tốc Việt Nam (VEC) ban quản lý đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan. Vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty Gạc thép Thái Nguyên. Như vậy với động thái chặt ngọn tỉa cành của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng trong thời gian diễn ra tiền đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì một số nhân vật có thể sẽ bị sổ khám đó là Hoàng Trung Hải liên quan đến công ty gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 Tesco 2 và Nhật Cường Mobile là sân sau của ông Nguyễn Đức Trung tức Trung Con, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Và trong thời gian tới nếu như hai ông này bị sổ khám liên quan đến những vụ việc trên thì đó là một điều có thể sẽ xảy ra và đó là cách mà ông Nguyễn Phú Trọng đang dọn đường đốt lò cho tiền đại hội và một mong muốn duy nhất của ông hiện nay đó là được tiếp tục ngồi nữa ngồi mãi ở đại hội 13 sắp tới. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để sự thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.